Ngày hôm qua 21 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với ban dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện hai dự án cầu vượt trên địa bàn nhằm giảm ủng tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách nhằm giảm ủng tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hai dự án gồm xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn và nút giao thông Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Kiệm theo lệnh khẩn cấp cấp bách. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện về lựa chọn nhà thầu, chỉ đạo thực hiện đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.